Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, kể từ đầu mùa lũ năm nay, một số tỉnh và thành phố phía bắc sông Dương Tử ở Trung Quốc đã trải qua nhiệt độ cao bất thường, trong khi phía nam sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, khiến khoảng 650.000 người phải di rời. Khu vực bị ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả là lưu vực sông Châu Giang giàu có, bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến, đối mặt với nguy cơ lũ lụt, hơn nửa triệu người đã phải sơ tán để phòng từ đầu tháng. Trong số đó, lũ lụt ở thành phố Jingde, tỉnh Quảng Đông nghiêm trọng khiến khoảng 450.000 người bị ảnh hưởng và phải chuyển đi. Trong khi đó, nắng nóng cực đoan đang ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung Trung Quốc với nhiệt độ trên 40 độ C, hàng triệu người đã được yêu cầu ở nhà. Thời tiết ở các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông của Trung Quốc đã kéo dài hơn 10 ngày. Kỷ lục về điện ở tỉnh Sơn Đông đã bị phá vỡ hôm thứ Ba do việc sử dụng máy điều hòa nhiệt độ. Vừa qua, chủ đề thật nóng, kính trong nhà của cư dân Hà Nam bị vỡ khi chạm vào xuất hiện trên tìm kiếm nóng của Baidu. Một số cư dân mạng Trịnh Châu cùng ngày đã đăng video nói rằng cửa kính của họ bị vỡ do nhiệt độ cao. Trong video, những cánh cửa kính này được bao phủ bởi những đường kẻ dày đặc và chúng vỡ ra khi dùng ngón tay chạm vào. Cũng có cư dân mạng ở Hà Nam đã chia sẻ cảnh con đường xi măng ở địa phương bị phơi nắng và vỡ tung lên mạng xã hội. Cư dân mạng Đại Lục đã bàn luận sôi nổi, điện thoại di động ở trong túi mấy tiếng đồng hồ, nhiệt độ quá cao không thể dùng được. Hãy đến tủ đông siêu thị để đông đá trước khi có thể sử dụng. Nó quá nóng, Hainan, Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây và Thiểm Tây đều khô và nóng. Hà Nam đã phải chịu nhiều thiên tai trong những năm qua. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuần trước cảnh báo rằng các đợt nắng nóng và lũ lụt đang đe dọa sản xuất thịt lợn, ngũ cốc và rau quả. Ông lo ngại rằng lạm phát ở Trung Quốc sẽ tăng cao. Thưa quý vị khán giả, trong những ngày qua, mưa lớn đã khiến Quảng Đông gặp phải một trận lũ lụt nghiêm trọng. Khu vực đô thị Quảng Đông bị thiệt hại nghiêm trọng do ngập úng. Nhiều thị trấn xung quanh bị bao vây bởi lũ lụt. Một số ngôi làng gần như bị nhấn chìm hoàn toàn, giống như những hòn đảo bị cô lập. Nước và điện bị cắt ở nhiều nơi và nhiều người bị mắc kẹt. Người dân địa phương ở nước ngoài đã đăng trực tuyến để được giúp đỡ. Theo Bộ Quốc phòng tỉnh Quảng Đông, đỉnh lũ cao khoảng 37,1m xuất hiện tại trạm Bắc Giang, thị trấn Trinh Trang, thành phố Quảng Đông vào khoảng 12 giờ ngày hôm qua, vượt mức cảnh báo 11,1m. Tính đến 13 giờ ngày hôm nay, mực nước tại trạm Bắc Giang, Anh Đức là 36,96m, cao hơn mực nước cảnh báo 10,96m. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Kiểm soát nước sông Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nâng cấp và ban hành cảnh báo lũ lụt màu đỏ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lưu lượng của ga Beijing Xinjiang lúc 12 giờ ngày hôm qua là 20.500 m3 trên giây, vượt quá giá trị lớn nhất đo được trong lịch sử. Gần đây ở Quảng Đông đã có những trận mưa lớn đến mưa rất lớn, mực nước ở sông Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang đã tăng vọt và lũ lụt số 3 đã xảy ra. Khu đô thị ở Quảng Đông bị ngập úng nghiêm trọng. Do xả lũ ở thượng nguồn, thành phố Thanh Viễn và Thiều Quan đã hứng chịu một trận lũ lớn. Vừa qua, một người dân ở thị trấn Yugang, thành phố Thanh Viễn nói với phóng viên rằng hôm qua, nước bắt đầu dâng vào buổi sáng và cho đến bây giờ, mực nước chưa rút, ngập sâu khoảng 2m. Hiện chúng tôi đang ở nhà, dưới tầng 1 bị ngập toàn bộ. Phan Tao cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến đợt lũ đợt này. Một là mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp, hai là các cống của nhiều hồ chứa xung quanh không còn chịu được nữa. Ngoài ra, có những đợt xả lũ ở Yangshan, Shaoguan và Lianjiang. Việc xả lũ từ hồ chứa ở Shaoguan khiến không chỉ toàn bộ thành phố Thanh Viễn và Thiều Quan chìm trong nước, mà nhiều thị trấn và làng mạc như Vu Quang đều chìm trong nước, cầu cống và mọi thứ đều gặp nguy hiểm. Phan Tao nói rằng nước sẽ không thể rút nhanh được cho đến ngày mai hoặc ngày kia. Cho đến nay, không có thương vong nào được báo cáo. Phan Tao nói rằng đã có thông báo trước khi xả nước, nhưng có quá nhiều người di chuyển. Bây giờ không có điện, nhiều người không có tín hiệu điện thoại di động. Một số công ty viễn thông cũng không có tín hiệu nên họ không thể biết được. Renfe,
Một người đàn ông thị trấn Hoàng Hoa, thành phố Thiều Quan cho biết, trời mưa liên tục trong những ngày qua, Thiều Quan bị ngập lụt. Nguyên nhân chủ yếu là do thành phố Thiều Quan có nhiều nước. Sông Quan mở cổng để xả lũ, nước sông lớn đến mức chảy hết về Thiều Quan. Phóng viên của CCTV đã gọi đến nhiều máy điện thoại ở thị trấn Đa Quan, thị trấn Quang Bu và những nơi khác ở thành phố Thiều Quan, nhưng họ không thể kết nối. Sau khi ba điện thoại công cộng của trụ sở kiểm soát lũ lụt, kiểm soát hạn hán và kiểm soát gió của chính quyền thành phố Thiều Quan gọi được, không có ai trả lời. Dân làng Jingde Dongwu Village nói với Penguin News rằng nước lũ sắp ngập đến tầng 3 và điện nước đã bị cắt. Theo báo cáo của South Metropolis Daily, vừa qua cho biết nước lũ trên các đường phố ở thị trấn Jingdegu đã ngập đến tầng 2, toàn bộ thị trấn bị cắt điện và nước. Trên đường đến Thiều Quan, tôi thấy các dòng sông chảy dọc theo đường đi và thảm thực vật xung quanh bị nhấn chìm. Cảnh quay từ trên không cho thấy toàn bộ thị trấn Yugang chìm trong nước, trường học và bệnh viện ngập trong nước. Và làng Jiangnan, thị trấn Da Han, thành phố Thiều Quan, nằm ở hợp lưu của sông Bắc Giang và sông Di Giang. Phụ lưu của nó là một trong những ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo báo cáo, chùa Wenfeng, một địa danh của Thiều Quan và Đức, đã bị treo lơ lửng trên sông và những ngôi nhà gần sông Bê Giang cũng trũng thấp đã bị ngâm trong nước. Hôm Chủ nhật, một bản đồ so sánh của làng Giang Nam ở thành phố Thiều Quan trước và sau trận lụt đã được lưu hành với chủ đề trận lụt Thiều Quan. Hình ảnh cho thấy toàn bộ thôn Giang Nam gần như bị ngập lụt, chỉ có thể nhìn thấy đường nét, hướng của dòng sông, chỉ có thể phán đoán vị trí của người vận chuyển. Yang Chen Evening News đưa tin rằng tại thành phố Quảng Châu, sau trận mưa bão, làng Jiangnan và làng Sao Yao đã bị bao vây bởi nước sông bên ngoài kè kiểm soát lũ lụt. Từ bờ kè kiểm soát lũ lụt của đường Changji, chúng tôi thấy con đường mòn ven sông đối diện với bờ kè đã bị nhấn chìm bởi nước sông màu vàng đục ngầu. Mặt sông dâng cao đến tận gốc những hàng quán ven đường. Theo bản tin Tài nguyên nước Quảng Đông hôm qua cho hay, Cục Thủy văn dự báo cho hay ảnh hưởng của lượng mưa lớn và nước ở thượng nguồn, mực nước dòng chính sông Bắc Giang tiếp tục dâng lên 12.000 mét khối mỗi giây, trận lũ lụt lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang kể từ khi dữ liệu được ghi lại. Thưa quý vị, Quảng Châu phải hứng chịu một trận lụt lớn và nhiều người bị mắc kẹt. Người dân địa phương ở nước ngoài đã đăng trực tuyến để giúp đỡ. Yuyu Paradi đăng: mới hôm qua, Shawan không thể cầm cự được nữa. Shawan quyết định mở cửa để xả lũ nên lũ đã đến Jingde, nhưng chúng tôi không thể mở cổng bởi vì chúng tôi muốn bảo vệ đáy Qingyuan và Quảng Đông. Điều này còn tồi tệ hơn đối với Jingde, nơi thường xuyên gặp mưa lớn gần đây, và Jingde không thể chịu đựng được nữa. Các thị trấn bên dưới gần như bị ngập hoàn toàn và nước lũ bao phủ mái nhà của tầng đầu tiên. Bài đăng cho biết thị trấn và làng mạc ở đây đông đúc trẻ nhỏ và người già sống một mình vì người trẻ phải đi làm. Tôi thấy nhà cửa bị nước lũ cuốn trôi không thương tiếc và tôi thấy xe ô tô trôi cuốn theo dòng nước lũ. Tôi thấy một cụ già bơ vơ đứng trong lũ không mảnh vải che thân. Những nơi bị lũ nhấn chìm đã bị cắt điện nước, không có nước, không có thức ăn. Làm ơn hãy nhìn vào Jingde 3 của chúng tôi. Ya Mewe Degu cho biết, quê hương của tôi, thị trấn Jingde Dawan Kingwan, hiện không có điện nước và tín hiệu. Tôi không thể nghe điện thoại và không liên lạc được. Người già ở nhà khó di chuyển và rất lo lắng. Còn nickname Bánh Khoai cho biết, quê tôi ngập đến tầng 3, chỉ còn ông nội tôi, một cụ già ngoài 70 tuổi, nhà không đi lại được, nhà cũng nát lắm. Tôi sợ sẽ xảy ra tình huống xấu lắm. Còn nickname Lạc vào sân bay cho biết, tôi vừa đi qua ga Jingde trên tuyến đường sắt cao tốc và lũ lụt khủng khiếp, đường dây điện gần như chìm trong nước rất nghiêm trọng. Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy bức ảnh này, con trai và con dâu tôi đã đi làm ở các thành phố lớn như Quảng Châu và Thâm Quyến. Mực nước không ngừng tăng lên, ông già bị bỏ lại, không còn cách nào khác là phải bế cháu trai của mình để thoát khỏi dòng nước lũ. Ông ấy sẽ nghĩ gì vào lúc này? Thành phố Ganju, thành phố Changrao và những nơi khác ở tỉnh Giang Tây gần đây đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đất trồng trọt, đường xá bị ngập lụt, nước và điện đã bị cắt. Các ngôi làng ở quận Changrao, Jingju, Wushan và những nơi khác cũng bị ngập lụt. Người dân địa phương đã phàn nàn trên mạng rằng hai hồ chứa không được thông báo kịp thời trước khi xả lũ, dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở hạ du.
Quý vị thân mến, vừa qua, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên nước và Thủy văn Tân Cương, Rào Hề, tỉnh Giang Tây đã đưa ra cảnh báo lũ đỏ 2 lần liên tiếp và lũ số 2 trên sông Lệ An hiện tại đang lan rộng đến Trung Lưu và Hạ Lưu. Mực nước sông Tân Cương dâng cao trở lại, dự kiến trong 6 giờ tới, đoạn Jing Jie Ye trên sông Lệ An có thể xuất hiện lũ cao hơn mức cảnh báo khoảng 3,8 mét trong 12 giờ tới. Lũ đoạn sông Po Yang trên sông Rao có thể xuất hiện cao hơn vạch cảnh báo khoảng 0,6 mét. Trong khoảng 1 giờ tới, có thể xuất hiện lũ cao hơn vạch báo động khoảng 1,5 mét ở đoạn sông Quý Tây của sông Tân Cương. Hiện tại, mực nước dâng Jing Yang của sông Tân Cương dao động gần mực nước đỉnh lũ, vẫn vượt mức cảnh báo 0,97 mét. Từ 21 giờ ngày hôm qua đến 21 giờ ngày hôm nay đã có mưa rất to ở 7 quận của tỉnh Giang Tây, mưa lớn ở 28 quận và mưa vừa ở 43 quận. Và lúc 11 giờ sáng ngày hôm qua, một đỉnh lũ đã vượt qua mặt nước sông Lệ An ở Huy Quan. Mực nước đỉnh lũ cao tới 64 mét, vượt mức nước cảnh báo khoảng 4 mét và các con đường ở nhiều thị trấn và làng mạc Huy Quan County bị ngập lụt. Theo bản tin CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều con sông đã đạt đỉnh lũ vào sáng ngày hôm qua. Ngôi làng Cao Sa ở huyện Wuhan có 3 con sông, Lian River, Rao Sa Water và Xiyang Water bị mất điện. Người dân cho biết có 3 con sông đi qua thôn, lượng mưa lớn khiến mực nước lên nhanh, có nơi cao nhất gần 2 mét. Cao Sa, Cao Shui, Kikun, Yangkeng, Quan Jidun và những nơi khác ở thị trấn Jiyang, huyện Wuhan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khoảng 18 làng hành chính và 2 cộng đồng, tổng cộng 88 làng tự nhiên bị ngập và 958 hộ gia đình bị ngập trong nước. Và ngày hôm nay, Yangnan Petrolimit Daily đưa tin rằng tính đến 6 giờ ngày hôm nay, Giang Tây đã xảy ra mưa trên diện rộng. Các con sông ở nhiều nơi dâng cao và đổ vào khu vực đô thị. Từ những hình ảnh và video được cư dân mạng đăng tải, có thể thấy nước cuốn cuồn cuộn tràn vào nhà người dân. Toàn bộ vật dụng trong nhà đều bị ngâm trong nước. Một số người bị lũ cuốn trôi nhưng rất may được người dân bên cạnh kéo lên. Nhiều ô tô bị ngâm trong nước. Cư dân mạng cho biết sáng sớm ngày hôm nay, hơn chục ngôi làng ở quận Xinju, Shangrao bị ngập lụt. Mực nước lên tới 3 mét, số người bị ảnh hưởng lên tới 100.000 người. Bầu trời xanh bạc hà, xanh mát và ấm áp lung linh, không có tín hiệu và không có điện. Khi có tín hiệu thì điện thoại di động chết máy, giờ liên lạc về nhà thì tắt máy điện thoại. Tôi không thể gọi điện thoại nếu có sự cố. Một cư dân mạng đã đăng tải thông báo khẩn cấp do trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Shangrao đưa ra vào ngày hôm qua. Thông báo cho biết, sáng ngày hôm qua, tại thượng nguồn sông Tân Cương đã xảy ra một trận mưa lớn ở các hồ chứa Kiyi và Seoku ở huyện Busan. Người dân địa phương lần lượt phàn nàn trên mạng và nói không thông báo được tới công chúng kịp thời, dẫn đến thảm họa nghiêm trọng ở vùng hạ lưu. Vào ngày hôm nay, Kaolina, một chủ siêu thị ở Lao Dê, Xinjen, huyện Busan, nói với phóng viên CCTV rằng nước ngập vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm qua, tòa nhà gần như bị ngập. Chúng tôi ở trên lầu vào ban đêm và nước dâng nhanh đến nỗi không có gì cứu vãn được. Kaolina chỉ trích, lũ đến rất nhanh, xả lũ và mưa lớn, chúng tôi không nhận được thông báo xả lũ và chúng tôi không có thời gian để sơ tán vì nước lên rất nhanh, chúng tôi di tản đi đâu cũng được, một người đã đến để giúp chúng tôi vì nước đã dâng lên trong khoảng 1 giờ, bây giờ sao có thể sơ tán? Ai sẽ chăm sóc chúng tôi, không ai chăm sóc chúng tôi và không ai đến xem chúng tôi. Kaolina cho biết siêu thị của cô bị ngập, thiết bị ngập trong nước cao hơn 1 mét. Wei Yuting, một người dân gần hồ chứa Kiyi ở huyện Busan cho biết lũ ở đây rất lớn. Một vụ lở đất xảy ra trên ngọn đồi phía sau nhà cô và một trận lở đất ập vào hai ngôi nhà. Chỗ sập nhà nguy hiểm, không qua lại được. Lúc này chúng tôi đã kịp sơ tán đến khách sạn huyện Busan. Tôi không mang theo thứ gì, chỉ có người đi ra. Cư dân mạng mất ngủ suốt lên tiếng, có thông báo xả lũ không? Dân làng các vùng lân cận có nhận được thông báo không? Sau khi xả lũ, mực nước dâng cao, lúc đó tôi mới biết đã xảy ra xả lũ. Đây có phải là thông báo không? Đã quá muộn để sơ tán nên tôi muốn hỏi. Thực sự đã có thông báo chưa? Nếu trời mưa nhiều, thị trấn sẽ không bị ngập. Nguyên nhân cơ bản đó là việc xả lũ không được thông báo. Cuối cùng, không có giải cứu nào và chỉ có dân làng mới có thể tự cứu mình. Không chỉ Wuhan, thành phố Lê Ping gần với nước Đức, hầu hết tất cả các ngôi làng của Sinh đều bị ngập lụt và không có thông báo kịp thời. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.